ưu đãi dành riêng cho giáo viên, giảng viên và sinh viên toàn ngành sư phạm khi tặng ngay bút thuyết trình cao cấp Logitech R500. Cùng với đó là ưu đãi dành cho các khách hàng khác khi tặng ngay chuột không dây Fullland A06G. Và chương trình sẽ áp dụng từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 cho các dòng sản phẩm của laptop. Và thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi anh em có thể truy cập vào link ở phía bên dưới của cửa hàng ThinkPro. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, chào quý bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hàng ThinkPro. Ở đây mình đang có chiếc Dell Latitude 7490 và đây là một chiếc máy dành cho những người làm việc thực thụ. Nó là một trong những cái chiếc máy có mức giá rất là cao, tuy nhiên nó có một cái thiết kế phải nói là nó cũng không phải được bắt mắt cho lắm. Nó một thiết kế thiên về cái sự công nghiệp hơn, thiên về sự hiệu quả hơn. Và nó thực sự hiệu quả trong cái lĩnh vực gì, trong cái điều kiện làm việc gì thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái những cái điều đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một cái chiếc máy hoàn toàn màu đen, nó khá giống với ngôn ngữ thiết kế của những chiếc ThinkPad, tuy nhiên nó vẫn có những cái nét rất là riêng. Nó được thiết kế theo kiểu vuông vắn, tuy nhiên nó vẫn được bo tròn ở một số các cạnh như này, và cái ở mặt trên thì nó được làm thoải ra phía bên ngoài, làm khá là ấn tượng. Có một cái bản lề kéo dài từ hai bên và nó có một trải nghiệm rất là chắc chắn. Ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có hai cái chân cao su cũng chạy dài. Về nói về thiết kế của chiếc máy này thì nó không có cái điểm gì nó quá đặc biệt, tuy nhiên nó sẽ là khá vừa mắt cho những người mà không thích cái sự quá nổi bật. Ở chính giữa mặt trên chúng ta sẽ có một cái logo Dell, đó là toàn bộ những cái gì bên ngoài chúng ta nhìn thấy. Về cổng kết nối, ở bên tay phải chúng ta sẽ có một cái cổng RJ45, một cổng VPTA, một cổng micro SD và một jack mic và tai nghe 3.5. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái USB Type-C với cái suất màn hình là không có Thunderbolt và cái suất màn hình chỉ là DisplayPort thôi. Một cái cổng HDMI và hai cổng USB-A nữa. Chuẩn sạc trên chiếc máy này là chuẩn sạc thông thường của Dell tròn. Và đó là toàn bộ những cái gì bên ngoài. Chúng ta sẽ mở máy ra xem bên trong của nó được Dell nó làm như nào. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá gọn gàng và nó tương đối giống so với những chiếc Dell 7480 năm ngoái, nó không cải tiến nhiều. Viền màn hình thì cũng khá là mỏng, nó không phải thuộc dạng những chiếc laptop có viền màn hình mỏng nhất, tuy nhiên nó được làm cũng rất là mỏng. Nếu như so với cái đối thủ là ThinkPad T480 ấy, thì có vẻ như viền màn hình hai bên của chiếc Dell 7490 này được làm mỏng hơn. Và phía trên chúng ta sẽ có một cái cụm camera cũng như là những cái lỗ mic. Về màn hình của chiếc máy này thì chúng ta ở đây là có cái màn hình có độ phân giải là Full HD với tấm nền là IPS, và cái độ phủ màu của màn hình này cũng đạt được ở cái mức trung bình khá là trên 70% sRGB. Độ sáng thì nó khoảng độ 270 nits. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái cụm bàn phím với cái cụm checkpoint và khá là quen thuộc trên những cái chiếc máy business. Đánh giá về cái chất lượng gõ bàn phím này thì nó có một cái chất lượng gõ bàn phím phải nói là rất là tốt. Bàn phím được trang bị đèn LED màu trắng và nút nguồn ở đây. Về cái trackpad của chiếc máy này thì nó được không được phủ lớp gương, tuy nhiên cái độ gì khá là mượt và cái phản hồi của chiếc máy thì rất là chính xác. Sử dụng cái driver precision trackpad, chúng ta có thể điều khiển đa điểm với những cái thao tác rất là tiện lợi. Cái điểm nổi bật của chiếc máy này đó là được cái việc mà nó thuộc dòng doanh nhân, vì vậy nó được làm từ những cái vật liệu rất là cao cấp và rất là chắc chắn với cái khung bằng hợp kim. Thì nó cho chúng ta cái khả năng chịu va đập cũng như là cái độ trì trong quá trình sử dụng rất là tốt, và nó mang lại một cái sự ổn định khi mà chúng ta làm những cái công việc chuyên nghiệp. Một cái điểm cộng của chiếc máy này so với những cái chiếc máy mà 14 inch mỏng nhẹ Ultrabook cũng sử dụng những cái chip U, đó là cái khả năng nâng cấp của nó rất ấn tượng. Nó nâng cấp ở 2GB RAM và chúng ta có cái dung lượng RAM tối đa là 32GB. Khả năng nâng cấp ngoài ra còn ổ cứng thì chúng ta cũng có thể thay thế được là ổ M2 và VMe, thì các bạn có thể thay thế rất là dễ dàng. Nếu để thay thế chiếc máy này thì chúng ta chỉ cần gỡ hết những con ốc phía sau như này, thì cái nắp phía sau chúng ta gỡ lên một cách cực kỳ dễ dàng. Đó là một trong những cái điểm cộng của những chiếc máy doanh nhân cao cấp, nó rất dễ để bảo trì và nâng cấp. Và cái viên pin của chiếc máy này thì nó được trang bị một viên pin có dung lượng khá là tốt là 60Wh, nó cho cái thời gian sử dụng khoảng 7 tiếng nếu như các bạn sử dụng ở cái nhu cầu cơ bản và cái độ sáng thông thường. Và đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ về cái chiếc máy Dell 7490. Mình điểm lại một chút, nó có một thiết kế rất là công nghiệp, một cái kiểu dáng cũng tương đối là không phải là sẽ được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên những người mà sử dụng máy tính dành cho doanh nghiệp hay những người sử dụng cái dòng Dell Latitude này thì hiểu được cái giá trị của nó. Nó có một cái
trọng lượng cũng không phải là quá nhẹ, mặc dù cái kích thước thì tương đối là gọn gàng, chất lượng màn hình ở mức ổn, cái chất lượng gõ bàn phím và chất lượng trải nghiệm thì phải nói rất là tuyệt vời. Một chiếc máy hoạt động rất là mát mẻ và khả năng nâng cấp tốt, viên pin ổn định và cho cái thời gian sử dụng khá là lâu. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ về chiếc máy Dell 7490, một chiếc laptop doanh nhân đến từ Dell. Và nếu như các bạn quan tâm chiếc máy này thì hãy click vào cái đường link phía bên dưới ở cửa hàng ThinkPro, và nếu các bạn cần thông tin gì về chiếc 7490 cũng cứ comment xuống bên dưới và mình sẽ theo dõi và trả lời. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.